Xin chào tất cả các anh em và các bạn nha. Hôm nay 17 tháng 5 mình tiếp tục lên clip mới ha. Mình giới thiệu với anh em một số cái phụ kiện tháo máy, rồi thêm vài cây máy thanh lý, một số máy khoan và gắn vít hàng bãi nội địa Nhật. Thì mình sẽ test trên máy trên video, anh em xem kỹ ha, test từng con thì tình trạng của máy như thế nào mình sẽ review cụ thể cho anh em xem. Anh em ưng ý cái sản phẩm nào thì xem cái mã số và cái giá tiền, liên hệ với mình số điện thoại là 05838 19402. Zalo mình cũng xài số đó luôn. Thì mình có nhận đóng pin, anh em có đóng pin thì liên hệ. Thì hình thức mua bán của mình là anh em chốt máy thì anh em cọc cho mình 50 tới 100k tùy theo sản phẩm. Anh em nào chuyển khoản từ 400 trở lên thì mình bao ship. Rồi, giờ mình vô chi tiết nha. Rồi, đầu tiên thì mình có mấy cái sản phẩm bán rời dưới này ha, với phụ kiện. Thì đây là một cái bộ đầu khoan của Nati ha, 6402. Đó, hộp số còn nguyên. Với lại đầu kẹp nó ranh của nó, đầu auto lock anh em ha. Đầu auto lock. Nguyên cụm gì mình bán 130k. Cái này mình không có đánh số nha, chỉ có một cái một. Rồi cái này là cái đầu của Boss. Con này là Boss 14 ha. Boss 14. Boss mà dòng mà nói chung là anh em nhìn ha, anh em nhìn giống như cái con máy của mình thì anh em hạ chốt nha. Thì cái con này mình nhớ là nó là cái con Boss 14 Mã Lai á, màu xanh. Cái loại thông thường ha, pin chọt ha. Con này mà nguyên bộ gì là mình bán 100k ha. Đầu kẹp với lại hộp số còn nguyên ha, anh em về chỉ có gắn cái motor của nó thôi. Bây giờ mình bị rơ đầu hay bị kẹt đầu, hư đầu gì đó thì anh em lấy bộ này về ráp vô. Còn 14 với 12 mình biết nó có khác nhau không nha. Bây giờ con này là mình nhớ nó là 14 Boss pin chọt. Rồi giá 100k cái bộ đầu này. Rồi cái bộ motor này, bộ motor này là giá là 60k. Bộ motor này 60k nha anh em, nguyên cụm gì luôn nha, nguyên két luôn. Motor chạy bình thường ha. Có cái điều tốc của nó dây này nó nằm ở đây nè, bị xúc dây rồi. Đó. Có những mất điều tốc ha anh em. Nó lúc có lúc không vậy, nó dơ cò hay sao. Đảo chiều. Bán nguyên cụm về ha, anh em xem có phù hợp với mình thì mình lấy ha, thôi về mình chế cháo lại. Phết nó còn đây ha. Rồi 60k nguyên cụm này ha. Rồi có mấy cái đầu chuyển khoan nha anh em, mấy cái đầu chuyển khoan 100.000 cái ha. Thì mỗi cái đầu về mình sẽ có kèm một cái khóa mở cho anh em á, đầu kẹp 10 ly. Mấy đầu này là đầu ra băng không nha anh em. Con này là Makita nè anh em. Đầu ra băng không á. Một trăm ngàn cái gì anh em ha. Có kèm khóa, có được 4 cái. Như cái đầu nhựa thì đầu nhựa này nó 80.000, đầu nhựa 80.000 cũng là đầu tháo máy nha anh em. Đầu tháo máy thì chất lượng của nó là hơn hẳn cái đầu bán mới nha, đầu mới thì cũng nói gì được cái mới đẹp thôi.
nhưng mà đầu tháng máy thì nó khá khá ok ha, chuẩn. Xin chào tất cả các anh em và các bạn nha. Hôm nay 17 tháng 5 mình tiếp tục lên clip clip mới ha. Mình giới thiệu với anh em một số cái phụ kiện tháo máy, rồi thêm vài cây máy thanh lý, một số máy khoan và bản vít hàng bãi nội địa Nhật, thì mình sẽ test test trên máy trên video anh em xem kỹ ha, test từng con thì tình trạng của máy như thế nào mình sẽ review cụ thể cho anh em xem. Anh em ưng ý cái sản phẩm nào thì xem cái mã số và cái giá tiền, liên hệ với mình số điện thoại là 05838 19402, Zalo mình cũng xài số đó luôn. Thì mình có nhận đóng pin, anh em có đóng pin thì liên hệ. Thì hình thức mua bán của mình là anh em chốt máy thì anh em cọc cho mình 50 tới 100k tùy theo sản phẩm. Anh em nào chuyển khoản từ 400 trở lên thì mình bao ship. Rồi, giờ mình vô chi tiết nha. Rồi, đầu tiên thì mình có mấy cái sản phẩm bán rời dưới này ha, với phụ kiện. Thì đây là một cái bộ đầu khoan của Nati ha, 6402. Đó, hộp số còn nguyên. Với lại đầu đầu kẹp nó ranh của nó, đầu ô tô lốc anh em ha. Đầu ô tô lốc. Đó, nguyên cụm gì mình bán 130k, cái này mình không có đánh số nha. Chỉ có một cái một. Rồi cái này là cái đầu của Boss. Con này là Boss 14 ha. Boss 14. Boss mà dòng nói chung là anh em nhìn ha, anh em nhìn giống như cái con máy của mình thì anh em hạ chốt nha. Thì cái con này mình nhớ là nó là cái con Boss 14 Mã Lai á, màu xanh. Cái loại thông thông thường ha. Pin chọt ha. Con này mà nguyên bộ gì là mình bán 100k. Đầu kẹp với lại hộp số còn nguyên ha. Anh em về chỉ có gắn cái motor của nó thôi, ví dụ mình bị rơ đầu hay bị kẹt đầu hư đầu vậy đó thì anh em lấy bộ này về ráp vô. Còn 14 với 12 mình biết nó có khác nhau không nha. Thì giờ con này là mình nhớ nó là 14 Boss pin chọt. Rồi giá 100k cái bộ đầu này. Rồi cái bộ motor này, bộ motor này là giá là 60k. Bộ motor này 60k nha anh em, nguyên cụm gì luôn nha, mình kết luôn. Motor chạy bình thường ha, có cái điều tốc của nó dây này nó nằm ở đây nè nè, mình bị xúc dây rồi. Đó. Có những mất điều tốc ha anh em, nó lúc có lúc không vậy, nó dơ cò hay sao đảo chiều. Đó, bán nguyên cụm về ha, anh em xem có phù hợp với mình thì mình lấy ha, thôi về mình chế cháo lại. Đó, phết nó còn đây ha. Rồi 60k nguyên cụm này ha. Rồi có mấy cái đầu chuyển khoan nha anh em, mấy cái đầu chuyển khoan 100.000 cái ha. Thì mỗi cái đầu về mình sẽ có kèm một cái khóa mở cho anh em á, đầu kẹp 10 ly. Mấy đầu này là đầu ra băng không nha anh em. Con này là Makita nè anh em. Đầu ra băng không á. Một trăm ngàn cái gì anh em ha. Có kèm khóa, có được 4 cái. Như cái đầu nhựa thì đầu nhựa này nó 80.000, đầu nhựa 80.000 cũng là đầu tháo máy nha anh em.
đầu tháo máy thì chất lượng của nó là hơn hẳn cái đầu bán mới nha. Đầu mới thì cũng nói chỉ được cái mới đẹp thôi, nhưng mà đầu tháo máy thì nó khá khá ok ha, chuẩn. Đầu chiều rồi, nhanh chậm, đây là tốc độ chậm nha, tốc nhanh. Đầu 13 ly nha, đầu 13 ly autolock nha anh em, siết tay ha, mở nè. Đó, mình mở bằng tay ha, rồi siết lại bằng tay khỏi bằng dùng lực của máy ha. Đầu kẹp của Hitachi là nó kẹp rất chắc nha, có tiếng nha anh em. Rồi, con số 12 nha, là 350 có vỏ pin, con số 11 là 350 không có vỏ pin nha anh em. Rồi anh em nào lấy một cặp sẽ được ưu đãi cái tiền phí ship nha, lấy một cặp thì được ưu đãi phí ship. Rồi cho qua 11, 12 ha, tới con 13. Người ông giết rồi ta. Người ba còn DOB ha, khoan DOB. Giá 250k. Hết máy. Đảo chiều. Chậm. Rồi, máy full chức năng nha. Này mình bán thân máy vỏ pin nha anh em. Thân máy vỏ pin. Giá 250k, số 13. Rồi, số 14. k. Con này là 9.6. À, dòng này 9.6, đầu kẹp 10 ly. 5 cấp trượt, 1 cấp khoan. 9.6 ha. Ngoài hình máy anh em. Con này bóp là chạy thôi ha. Đảo chiều. Máy ru ha. Cái giá đèn nhèo luôn nha anh em, 100k, 100k thân máy vỏ pin 9.6. Vỏ này anh em về đóng 3 xe sử dụng gia đình là ok ha. Rồi con 15, con 15 220k. Và con Makita hơi dơ anh em ha, về tút lại. Con này là 6913, 6913 Makita 12V, con vít. Nó ngoại hình nó hơi dơ chút nhưng mà cứng cáp lắm ha, đầu cứng không có rơ ha, máy rất là êm. Yeah.
chừng thử dây cho em. Bị tóc à, bị tóc mượt mà luôn nha. Bao chiều thấy em ru quá anh em, ngủ rồi khỏi chơi luôn. Đó, con này mà xách đi đi làm công trình là ok á, bắn tôn bắn đồ được vô tư để đẹp bền. Giá 220k con máy vỏ pin này không còn gì để mà sợ chạy chỗ hai cũ gì nữa anh em ha, để gì là bữa thôi thì làm bắn tôn rồi miễn hoạt động cỡ này. Cái dòng này rất là siêu bền ha, cái motor của nó là motor 775 á, xài ngon bền lắm. Rồi số 15 cho qua luôn. Cái số 16 nha anh em. Rồi tiếp tới là số 16 là một thùng của Hitachi ha. Thùng bát còn đầy đủ ha. Đây là một con DMR còn rất mới ha. Con này còn mới tinh luôn nha anh em, rất là đẹp. Đầu cổ thì cứng rồi, yên tâm ha, đầu cứng á. Đó, thùng một máy hai pin một sạc, sạc điện 100. Cái máy đảo chiều pin thì sạc nó còn vô nhưng mà mình không có bao pin ha. Anh em coi về sử dụng để trưng bày hoặc là anh em sử dụng thì anh em đi làm thì anh em đóng pin lại. Đó. Rồi sạc là điện 100V, test cái sạc luôn. Đó, có đèn nữa ha. Đứng đèn là nó đang sạc nha anh em. Đèn đứng là đang sạc. Nó nháy ha. Nhưng mà hai cục nó là còn sử dụng đặt giặt rồi gia đình thì ok. Rồi. Bán bộ gì ha, em coi lại màn hình máy ha. Con này còn rất là đẹp nha. Như sưu tầm được nha anh em. Rồi. Bộ gì? Một máy hai pin một sạc. Nó thùng còn đủ hai bát luôn, giá 650k. Rồi cho qua con 16 nha. Tiếp tới là hai con điện. Con này cho 17 đi. Giá 150k. Đó. Con này là 18. Này là một con khoan có cách chuột ha,
con này là dòng dòng mini của bên điện, là nó là dòng mini ha anh em, giống như mấy cây 7.2 của mình vậy, nhưng mà nó là nó khỏe hơn nha. Về tóc có chiều, con này nó có nhiều cấp trượt lắm nha anh em, 17 cấp trượt, 23 cấp trượt, được không? Đầu kẹp 10 ly. Rồi hiệu của nó đi. À. Giờ tóc rất ok ha. Bên đây thì mất tay mà. Có chỉnh chỉnh nhanh chậm ở trên cò luôn anh em ha. Rồi 150k. Một cái khoan điện 100V ha. Khoan có cấp trượt số 17. Số 18 là một con mài gốc của Hitachi 720W, vòng tua là 12.000 vòng. Con này cũng còn khá ok ha. Rồi test nha anh em. Số 18 230k. Rồi số 19 là một bộ pin sạc của Hitachi. À, bộ này là một bộ này là giá 450 anh em ha. Cục pin 250, cái sạc là 200. À, một bộ 450. Nhận sạc áp còn cầm tốt, điện 100V. Nó đầy rồi đó. Để coi nó đầy là nó được bao nhiêu đó. Nó báo xanh gì là pin đầy anh em ha. Rồi để mình kiểm tra pin coi nó được bao nhiêu áp ha. 16.2 anh em ha. Ok anh em. Bộ này là bộ số 19 ha. Đây là 18 rồi, ngày bộ là 19. Bộ pin sạc Hitachi ha, 19. Rồi, bộ này giá 450 ha. Anh em muốn lấy riêng pin hoặc sạc thì cũng được ha. Còn lấy nguyên bộ thì giá 450. Rồi, video của mình giới thiệu mấy sản phẩm vừa qua thì tới đây đã hết ha. Thì anh em xem video rồi có chốt sản phẩm nào mà thì mình để ý cái số, mã số và giá tiền, rồi liên hệ lại với mình số điện thoại là 05838 19402. Zalo mình cũng xài số đó luôn. Rồi sau cùng xin chân thành cảm ơn sự tin cậy và ủng hộ của anh em trong thời gian vừa qua ha. Chúc anh em có một ngày làm việc thật thành công, và chúc anh em cùng gia đình nhiều sức khỏe. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.